Xin chào các bạn. Bây giờ đang là 8 giờ sáng của ngày thứ 6. Đoàn của chúng ta đã di chuyển về đến thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm qua thì tôi lái xe một cái chặng rất là dài, 300 cây, hơn 300 cây từ Gia Lai về đây. Rất là xa. Và lát nữa thì chúng ta sẽ di chuyển thẳng ra đến Vinh và tôi sẽ dừng lại ở Nghệ An và Thanh Hóa làm hai nốt hai cái tỉnh đó, sau đó sẽ về Hà Nội để làm ngoài cái mảng các vong linh chết trận người nước ngoài ở khu vực phía Bắc và làm cho các gia đình ở phía Bắc. Đó là lộ trình của chúng ta. Và chủ đề ngày hôm nay tôi làm clip, chủ đề ngày hôm nay đó là cái chủ đề nó đang rất là nóng ở các cái trang xã hội. Tôi thì tôi không muốn làm nói nhiều về vấn đề này, tại vì thực ra một cái mình cứ đi theo một cái chủ đề ấy, thì người ta gọi là cái từ dân dã gọi là bú phêm hay cái gì đó, tức là đú chen hay cái gì đấy, thì tôi con người tôi không phải là con người chạy theo những cái đó. Nhưng mà một cái hiện tượng này thì cần có một sự lên tiếng đồng loạt, chứ nếu không thì sẽ bị nhấn chìm. Đó là nhân vật sư Thích Minh Tuệ. Và cái mà bây giờ sư này đang bị các cái thế lực thù địch nó quy chụp, đó là thế lực, đây đang là một thế lực phản động và thế lực của CIA gì đó. Và nhiều người hỏi tôi là thực hư chuyện này là như thế nào. Vậy thì tôi xin bắt đầu bằng chính câu chuyện của tôi. Khi tôi ra việc thánh, khi tôi bắt đầu việc thánh, khi tôi hành đạo cứu đời, thì trong quá trình làm việc, tôi cứ lục tẩy dần dần những cái thói hư tật xấu, cái sự khốn nạn của các cái căn số, các cái đồng thầy. Tôi cứ dần lột tả những cái sự khốn nạn, lột tả những sự mưu cầu, thậm chí dùng cái từ gọi là trấn lột tiền của người dân. Khi càng ngày nó càng, các clip của tôi nó càng được lan tỏa, mọi người biết đến nhiều hơn, thì đồng nghĩa với việc các cái việc làm mánh khóe này bị phơi bày rộng rãi hơn. Và bọn chúng lại càng cay cú với tôi. Rồi đến một cái thời điểm, các bạn có nhớ cái thời điểm dịch Covid không ạ? Đó chính là thời điểm cao trào của cái nhóm mà tôi gọi tắt, cái nhóm đạo mẫu Việt Nam này. Tức là những người căn số cay ghét tôi ấy. Chúng tập trung nhau lại, tập trung tiền lại, thuê tất cả các mặt báo, kết hợp với một nhân vật mà tôi đã bóc phốt, cũng có kinh tế và có chút ảnh hưởng đến báo chí. Đập tôi, đập trên mọi mặt báo. Chắc các bạn, nếu các bạn theo dõi thì các bạn nhớ rất rõ luôn. Nói tôi nào là lừa đảo, nào là trục lợi tâm linh, nhưng chả đưa ra được một cái chứng cứ gì cụ thể cả. Nếu như tôi là người không bản lĩnh, tôi là người làm việc không cụ thể, rõ ràng, thì tôi đã bị nhấn chìm bởi cái đợt dư luận đấy rồi. Bọn chúng quy chụp tôi, hạ bệ tôi bằng mọi cách. Nhưng trước đấy tôi đã tuyên bố rồi, động vào tôi không đơn giản. Nó giống như ném quả bóng vào tường mà, ném càng mạnh thì cái lực đập vào mặt càng mạnh. Và chả làm gì được tôi cả. Đó gọi là cái sự ghen ăn tức ở, động chạm. Các bạn có thể thấy là bây giờ thế này, thỉnh thoảng có một cái đội ngũ như này các bạn này, nó còn có một cái công nghệ như này, đó là thuê người comment. Người ta gọi là phải bỏ tiền cho thuê comment chửi tôi ở mọi trang mạng xã hội. Chửi nhiều lắm các bạn. Họ phải bỏ tiền ra đấy. Và tôi gọi nôm na đấy là đội ngũ dư luận viên chuyên nghiệp, tức là ai thuê viết gì thì comment đấy. Đợt đó comment tôi kinh khủng lắm, nhằm hạ uy tín của tôi một cách triệt để luôn. Nhưng con người tôi làm người thật việc thật, cho nên càng làm như thế nó lại càng đẩy tôi lên.
đấy là bản chất của hiện tượng xã hội. Vậy thì bây giờ chúng ta quay về cái sự việc của sư Minh Tuệ. Tôi xin quay lại một chút về cái đợt đấy tôi bị gọi là bọn đấy nó tập trung, nó thuê tiền, nó đập. Nào là các cái báo luôn, tất cả các thể loại báo luôn, kể cả là VTV, đưa tôi lên cả VTV luôn. Xong rồi nói là các cơ quan chức năng vào cuộc, tôi có thấy ai vào cuộc đâu. Xong bây giờ thỉnh thoảng có những comment buồn cười lạ lắm, kiểu lâu không nhìn thấy tôi sao, thỉnh thoảng xem được clip của tôi bảo ơ thằng này tưởng thằng này bị bắt rồi, ơ tưởng nó chết rồi, vì nó phạt mẫu như thế tưởng nó chết rồi. Cho nên cái trang mạng xã hội này này, nếu như mình không bản lĩnh, mình không có một cái lộ trình và một sự minh bạch thì sẽ bị nhấn chìm bởi dư luận này, nhấn chìm bởi dư luận. Tôi xin nhắc lại cái hồi đấy, cái gọi là cái bọn này nó chung tiền vào rất nhiều luôn các bạn ạ. Đánh tôi mọi trang báo luôn, tiền không phải ít đâu ạ. Tính như hàng trăm triệu chứ không phải ít đâu. Không phải ít đâu. Vậy thì chúng ta quay lại cái hiện tượng của sư Minh Tuệ. Hôm trước tôi đã nói rồi, các cái thế lực thù địch mà nó sẽ, đây là động chạm đến miếng ăn, động chạm đến cả một gọi là một nhóm lợi ích, cho nên nó sẽ nhảy dựng lên ngay. Và khi nhảy dựng lên thì chính thống cũng đã một vài gọi là anh đầu chọc lên tiếng và bị xã hội phản ứng dữ dội, thì nó sẽ dùng thủ đoạn. Thủ đoạn ở đây đó là thủ đoạn dùng cái đội ngũ dư luận viên, thuê tiền chúng nó comment viết bài, nói là đây là CIA và sắp tới thì cục gọi là an ninh Bộ Công an sẽ vào cuộc và sẽ tóm rồi sẽ nọ sẽ kia. Không có chuyện đấy đâu các bạn này. Đấy là giọng điệu của thế lực thù địch. Các bạn nhớ nhé. Những bài viết, những comment đó là những comment được thuê để viết. Chứ còn tôi nói thật với các bạn như này này, khi cái hiện tượng đã bắt đầu có sự thu hút của mọi người thì cái lực lượng, tôi xin nói thẳng luôn các bạn này, lực lượng của các tổng cục bên Bộ Công an và Bộ Quốc phòng người ta đã thâm nhập và song hành rồi. Các bạn nghĩ đã đơn giản, cái đội ngũ nghi dư luận viên này chỉ gọi là kéo dư luận thôi, chứ còn những người ta hiểu chuyện ấy, người ta hiểu sâu lắm, người ta biết rất rõ luôn. Khi bắt đầu có hiện tượng thì các cái đội ngũ, các cái thành viên của tổng cục bên Bộ Công an và tổng cục bên Bộ Quốc phòng người ta đã song hành rồi. Chính những TikToker hoặc là YouTuber trong cái nhóm đấy, đấy là chính là những người người ta song hành sát sàn sạt rồi các bạn ạ. Sai cái là tóm ngay. Sai cái là tóm ngay. Đâu phải đơn giản đâu các bạn. Vùi dập một con người không đơn giản đâu. Mà nhất là họ đang làm đúng thì không thể vùi dập họ được. Không thể vùi dập họ được. Và tôi không dám nói quá sâu về vấn đề này vì đây là động chạm một nhóm lợi ích rất lớn. Không thể chỉ trích cụ thể được. Tôi chỉ nói đây là thế lực thù địch. Họ dùng cái đối diện không được thì họ dùng cái tiểu nhân. Họ hạ bệ. Vì người này đang dương cao ngọn cờ chánh nghĩa. Nó sẽ lột tả những cái sự thối nát của nhóm lợi ích kia. Và tôi xin nói lại đối với đội ngũ dư luận viên như thế này này. Các cái bài viết với lại các cái comment như thế này này. Chính những người ấy mà đi theo nhóm YouTuber và nhóm TikToker hoặc là những người gọi là hiếu kỳ hoặc là nhất tâm người ta đi theo ấy, trong đấy ấy, có không ít đội ngũ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an luôn. Không chỉ một bộ đâu. Họ song hành sát sàn sàn với cái hiện tượng này. Nếu đây là đúng nghĩa chánh pháp, họ sẽ bảo vệ. Còn chính những người mà đi mà có mục đích khác ấy, mục đích xấu, mục đích bôi nhọ ấy, đi lẫn trộn lẫn trong đám đông xong rồi ý định bôi nhọ
hoặc có ý định khác chống phá ấy, chính đối tượng đấy, những đối tượng đấy mới là một đối tượng bị tóm. Đó là thực trạng xã hội là như thế. Tôi cũng chỉ khuyên mọi người một điều rằng đừng để đây thành một hiện tượng lớn của xã hội. Và chúng ta cũng chỉ ra, chúng ta giống như người dùng cái từ gọi là ngắm nhìn hiện tượng, sau đó đi về, đừng song hành nhiều quá. Đừng có song hành như thế. Nó kéo theo một cái hệ lụy xã hội. Và cái hệ lụy này nó sẽ có nhiều yếu tố và lý do để cái nhóm thế lực thù địch kia nó sẽ vin vào đó, để nó hạ bệ một hiện tượng. Các bạn hiểu chưa? Các bạn yên tâm, nếu ai làm đúng thì không ai làm gì được cả. Còn nếu làm sai thì sẽ bị tóm luôn. Đấy là cái câu trả lời của tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.